Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá. Tầm giá khoảng 7 triệu thì có nên mua điện thoại Samsung flagship cũ hay là không? Với cái nhu cầu nói chung cơ bản thôi là về chơi game nhẹ nhàng này, dùng lâu dài khoảng 3 đến 4 năm. Câu hỏi thứ hai là tầm khoảng 4 triệu thì có nên mua Redmi Note 12 không nhỉ? Câu hỏi thứ ba là tìm hai sản phẩm tầm giá khoảng 6 triệu nha. Tuyệt đối là không chậm thông báo và có hiệu năng tốt nhất trong tầm giá thì nên chọn sản phẩm nào? Vào về nha. Trước khi đi vào một sản phẩm cụ thể, các bạn nhớ để mua sản phẩm điện thoại này, phụ kiện này, rồi là sạc dự phòng các thứ ấy, thì nhớ sang bên Shopee, Sun Sale và đánh giá store các bạn nha. Và các bạn nhớ follow cả Facebook của mình để cập nhật thông tin về công nghệ mới nhất nha. Đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Nguyễn Hoàng Huy 8486. 7 triệu đổ số nên mua Samsung flagship cũ không mọi người? Có dùng chơi một số game phổ biến? Nếu có thì nên mua con gì dùng lâu dài 3 đến 4 năm nữa? Mong mọi người cho review. Với mức giá tầm khoảng 7 triệu theo như mình có check với sản phẩm Samsung flagship nhỉ, thì có S20 Ultra. Nói chung con này thì cũng rất đáng mua. Tuy nhiên vẫn là vấn đề sọc màng các bạn ạ. Sản phẩm này các bạn chỉ nên chơi game nhẹ nhàng thôi, còn game nặng thì thôi bỏ qua nha. Cái vấn đề ở đây là gì? Bạn cần một sản phẩm dùng 3 đến 4 năm ấy, thì với S20 Ultra thì mình nghĩ là nói chung nó sẽ không phải là một sản phẩm thực sự là ổn để bạn dùng quá lâu dài tận 4 năm đâu. Bởi vì sao? Thứ nhất, đây là một sản phẩm ra mắt khá là lâu rồi và pin nó cũng kém. Cái nữa mình bảo các bạn đấy, đó là về vấn đề màn hình. Liệu tầm khoảng 1 năm, 2 năm hay là 4 năm nữa thì sản phẩm này nó có bị sọc màn hay là không thì cái này mình không biết nha. Nên là để an toàn ấy thì bạn có thể lựa chọn một trong hai sản phẩm sau. Một là Redmi K60 hoặc là Realme GT Neo 5 chẳng hạn. Hai sản phẩm hiện tại nhé, mức giá nó đều trên 7 triệu. Tuy nhiên, ở những cái buổi sale kiểu là mùng 2 tháng 2, mùng 3 tháng 3 hay cái buổi sale kiểu là 15 này, 20, 25 ấy thì các bạn rất dễ dàng kiếm voucher tầm khoảng đâu đấy là khoảng 500 nghìn. Cho nên là với cái nhu cầu của bạn để dùng tầm khoảng 3 đến 4 năm nữa thì nên lựa chọn sản phẩm mới đi, dùng cho yên tâm. Đến với câu hỏi của bạn Anh Huy 5869. Em có 4 triệu định mua Xiaomi Redmi Note 12, con đó chơi game ổn không anh? Không, con này không ổn nha. Với sản phẩm máy chính hãng thì nó chạy con chip là Snap 685, còn với máy sách tay là Snap 401. Nói chung hai con chip này chơi game chỉ chơi game nhẹ nhàng thôi. Còn để chơi game ngon, ổn định, lâu dài thì rõ ràng nó sẽ không phải là lựa chọn tối ưu nhất đâu, mà bạn có thể lựa chọn một trong hai sản phẩm sau tùy theo nhu cầu nha. Nếu như bạn cần một sản phẩm chỉ để thiên về gaming thôi, tầm giá này nha, bạn có thể cân đối Redmi Note 11T Pro. Con này chỉ mạnh về gaming, còn lại về màn hình, về camera nó sẽ không phải là quá ngon cho tầm giá. Còn bạn cầm một sản phẩm nó toàn diện, cái gì nó cũng phải ngon, chơi game tầm trung trở xuống ngon lành thì bạn có thể cân đối Redmi Note 12 Pro chẳng hạn. Con này hiện tại thì nó sẽ hơi khó khăn một tí. Tuy nhiên là bạn có thể lên các group chẳng hạn thì mức giá quanh quẩn khoảng đâu đấy là 4 triệu thôi. Với Redmi Note 12 Pro thì thật sự nhá, nó toàn diện về mọi thứ, từ về camera, về màn hình đẹp, có tần số quét cao, có pin trâu. Đó là hai cái gợi ý của mình về sản phẩm tầm giá khoảng 4 triệu thì bạn có thể cân đối. Đến với câu hỏi của bạn Tuấn Anh Vũ 2421. Anh đi tư vấn giúp mình hai chiếc máy tầm giá 6 triệu, tuyệt đối không bị chậm thông báo, khả năng gaming tốt nhất tầm giá, chính hãng hay sách tay đều được. Tầm giá này thì mình sẽ tư vấn cho bạn hai sản phẩm, một là chính hãng, hai là sách tay nha. Với sản phẩm chính hãng thì tầm giá máy mới hiện tại mình có xuất được thì bạn có thể cân đối Samsung Galaxy S20 FE, mức giá nó chưa đến 7 triệu đâu. Con này thì chip Snap hiện tại cũng chơi game tầm trung trở xuống khá ok nha. Còn Galaxy Buds thì các bạn nên chơi mức đồ họa là cực thấp 60 và lắp thêm sò lạnh vào. Sản phẩm này thì chính hãng anh em yên tâm, thông báo thông bụng là rất ngon lành. Còn về máy sách tay à, trong tầm giá khoảng 6 triệu thì mình đang nghiêng về sản phẩm là Redmi Note 12 Turbo. Em này thì có rất là nhiều phiên bản ROM rồi. Cái vấn đề của bạn ở đây là gì? Bạn nói là tuyệt đối không chậm thông báo. Với máy sách tay thì nó thật là bạn kiểu gì cũng bị chậm thông báo thôi, không chậm nhiều thì chậm ít. Nhưng mà bạn up ROM xong thì khả năng là cũng phải đến tầm khoảng 95-98% là thông báo thông bổng rất ngon lành. Còn về cái mặt trải nghiệm gaming thì bạn nên up ROM MIUI TN 2.0 hoặc là 2.1 cũng được. Sản phẩm này bạn lưu cho mình đúng một vấn đề, đó là về camera nó sẽ không phải là quá ngon trong tầm giá thôi. Xét về cái mặt trải nghiệm gaming giữa S20 FE và Note 12 Turbo ấy, thì Note 12 Turbo sẽ ngon lành hơn. Thì bạn cân đối xem là cái nhu cầu bạn như thế nào để lựa chọn sản phẩm phù hợp nha. Vừa rồi là một vài cái câu hỏi mình có trả lời các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Và các bạn nhớ check đường link ở phần mô tả để tham khảo mức giá điện thoại rẻ nhất tại Shopee, Sun Sale và đánh giá store nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace.